xin kính chào tất cả các bác. Con tên là Thu Hà. Con xin kính chúc các bác một ngày thứ tư thật vui và một bữa ăn trưa thật là ngon miệng. Bài hát đầu tiên con xin gửi đến đó là nhạc phẩm Âm Khai Tuần. Thank you.